Xin chào các bạn, mình đang ở cái YouTube Studio, trang tổng quan YouTube Studio kênh của mình á. Ở đây mình thấy có cái thông báo mới, tính năng mới đây này, YouTube Studio phiên bản mới sắp ra mắt này. Phiên bản cũ sẽ ngừng hoạt động vào năm tới, nhưng đừng lo, Studio phiên bản mới có tất cả các công cụ bạn cần để tiếp tục sáng tạo. Bây giờ mình sẽ vào thử cái phiên bản mới này bằng điện thoại này. Mình đang vào bằng điện thoại này, và vào cái phiên bản mới này thì xem nào, chúng ta sẽ vào thử nha. Ta sẽ thoát ra từ đầu và vào lại từ đầu này. Rồi, vào bằng điện thoại thì chúng ta sẽ vào trình duyệt của chúng ta này. Mình hay vào bằng trình duyệt chút ạ. Ồ, cái này chúng ta sẽ bật một cái tab mới này. Để vào lại từ đầu ạ. Rồi, sau đó chúng ta nhập youtube.com vào cái phần nhập địa chỉ trang web này. Đây, mình vừa nhập cái nãy thì nó có sẵn. Rồi, vậy là chúng ta đang ở trang chủ của YouTube. Đây là mình đã điều hướng sang trang web dành cho máy tính trên thiết bị di động rồi. Đấy, ở cái phần phía trên là cái video đang quảng cáo này, nó có cái mình ok mình dừng lại quảng cáo. Đó, chúng ta có thể để ý là cái phần nền màu xanh ấy, chữ màu trắng ấy, có cái này, chúng tôi đã chuyển hướng bạn sang trang web dành cho máy tính để bàn. Đó. Nếu bạn nào mà chưa điều hướng sang ấy, thì chúng ta điều hướng sang bằng cách là chúng ta tích vào cái hình ba chấm á ở góc phải màn hình như sao ạ. Sau đó chúng ta chọn máy tính địa bàn là điều hướng sang trang web dành cho máy tính địa bàn ở cái trang web YouTube này. Ngoài ra để chúng ta vào cái YouTube Studio phiên bản mới nữa, thì chúng ta phải điều hướng cả sang trang web dành cho máy tính ở trên cái trình duyệt chút này. Bằng cách là chúng ta tích vào cái hình ba cái chấm ấy, ở phía góc phải phía trên màn hình này. Sau đó chúng ta sẽ chọn trang web dành cho máy tính. Rồi. Vậy là mình đang ở cái chết chết mình vào nhầm đi để mình thoát ra này. Rồi, vậy là mình đang ở cái trang chủ của YouTube. Dành cho máy tính để bàn cả trên trang web YouTube và cả trên trình duyệt của mình này. Cả trên trình duyệt YouTube ạ. Nó sẽ có cái giao diện như này. Nghe thì nó có vẻ hơi phức tạp tí, nhưng mà để vào được bằng di động thì chúng ta phải vào bằng cách này. Rồi, bây giờ để vào YouTube Studio phiên bản mới, chúng ta tích vào cái hình đại diện của chúng ta góc phải phía trên màn hình ạ. Nó sẽ hiện ra như này. Gồm một kênh của bạn này, dịch vụ có kinh phí này. Đây, YouTube Studio thử nghiệm này. Ta sẽ tích vào YouTube Studio thử nghiệm này. Rồi, vậy là mình đang ở cái trang tổng quan của YouTube Studio. Phiên bản thử nghiệm này hay phiên bản mới này. Ở góc trái màn hình á có các cái có cái tùy chọn như là nó không có giống như phiên bản cũ là nó có chữ ở đây, nó chỉ có mỗi cái hình ảnh đại diện này. Có đây là trình quản lý video này, cái phần này là analytics này, rồi thì các cái bình luận các thứ đấy, nhận xét đấy. Bây giờ mình sẽ vào thử cái trình quản lý video bằng cái YouTube Studio phiên bản mới này này. Đó. Trình quản lý video nó sẽ có giao diện như này. Rồi, bây giờ mình sẽ vào Analytics. Đó, này là Analytics phiên bản là Studio phiên bản mới này. Rồi, thống kê cho chúng ta cũng cũng nhanh nhác giống như bản cũ một. Mình thấy cho mình thấy nó hơi giống giống mà đâu. Có vẻ mình chưa quen lắm với cái này. Chắc mình phải làm quen một thời gian này. Vậy thôi. Bạn nào mà mới làm YouTube, mới tạo kênh YouTube như mình chẳng đấy, thì chúng ta chắc là phải vào cái phiên bản mới này để chúng ta làm quen dần đấy thôi. Bởi vì sang năm sau là phiên bản cũ nó sẽ dừng rồi. Mình thấy cái này cũng hơi hơi bỡ ngỡ một chút, nhưng mà chắc là mình phải vào lúc đầu mình quen này. Còn chắc là những người mà người ta hay vào thì chắc người ta quen rồi. Cái thử nghiệm này có lâu rồi chào. Vậy thôi, chào các bạn nha.